Hello, xin chào chị và các bạn. Hôm nay em sẽ quay clip này chia sẻ anh chị cách mở và tu Signature S và cách sửa những bệnh nhẹ, bệnh lặt vặt của và tu Signature Phay và xịn, nó cũng xài chung y chang luôn ha. Anh chị nào xài xịn, xài phay, xài gì, miễn sao là Signature S này thì cứ làm y chang em nha. Thì đầu tiên em quay một cái máy này đơn giản, đúng không? Đây, bắt đầu. Trước khi muốn mở mâm nguyên cái vỏ này ra thì đầu tiên mình phải tháo sim ra, đúng không? Tháo sim ở đây rồi, ok, cái cây sim bỏ một bên đó, tắt nguồn. Và anh chị đầu tiên mở ốc này trước nha, thấy ốc không nè, nó ốc nè, đó chưa, bạc kè. Cái vật tu này mở rất là đơn giản, anh chị chỉ cần dít ba ke và cây dít dẹp là xong. Đó, xong. Thấy không? Hãy này để riêng nha. Và nhớ giữ kỹ nha. Đừng mất nha anh chị các bạn. Mất cái đó khỏi kiếm. Rồi, ok. Thường thì bà tu á, nó có nhiều loại. Bình thường có những loại nó có mấy nút đây nè. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Thì anh chị tháo ra. Anh chị tháo nút nó ra. Xoay trái, đúng không? Mở ra. Tháo pin. Đó. Bên trong nó sẽ có những bốn ốc nè, thấy không? Một con, hai con, ba con, bốn con. Nó có nút thì mình tháo ra, còn cái máy này là em đang quay là không có nút, cho nên khỏi cần tháo, nó không cần. Đó. Xong. Bước đầu tiên. Con ốc này. Tay gung quá, hôm qua em nhậu nhiều, tay giờ gung quá. Để đó. Ấy da. Sorry, đang tay gùng quá. Rồi, đó. Một con đầu tiên. Để một bên. Anh chị nào mà không quen á thì mình tháo con nào mình để góc riêng nha, cho nhớ nha. Ví dụ một bên này là ba con, mình để ba con riêng. Đừng để lùm lắm con lộn không biết nào là nào. Đó, hai con. Thấy chưa? Em chia sẻ clip này đó để cho nhiều anh chị á mua và tu á. Mua và tu trên mạng hay đâu á, mà lỡ mà tình cờ mình xài mới có 1-2 tháng á, hoặc là mấy ngày á mà cứ bị bệnh nhẹ đó, thì mình coi clip này mình mở mình tự xử luôn, hiểu không? Còn mình không có đồ dít á thì mình ra tiệm cho cửa hàng thoại nào gần bạn bè mình á, nó làm giùm và đưa video này cho người ta coi, người ta làm y chang, người ta mở đó. Một bên, đúng không anh, thấy không? Mà kế tiếp là bên đây, thấy không? Vẫn mở luôn. Đó. Anh chị cứ mà yên tâm và tháo như em và chỉnh sửa nhẹ, ok. Tâm lý của anh chị là nhiều khi mình mua á, mình mua chuyển khoản xa xôi á, hoặc là những máy đưa tiền á, xong rồi mình mới xài có 1 ngày 2 ngày nó bị lỗi nhẹ đó, mình không dám gửi vô trả lại, đổi lại bảo hành, sợ người bán lấy luôn không chịu trả, đúng không? Tại vì em bán em cũng nghe nhiều người nói em giống vậy nè, nói mới nhận, thí dụ mới nhận xài mới có 2-3 ngày cái loa trong nó hư, nói thì nói anh gửi cho đi không sao đâu, em trả em sửa xong em gửi cho, nó thôi tôi gửi cho ông từ là ông trốn luôn sao. Rồi em mới nói trời cái máy có nhiêu tiền đâu, chẳng lẽ cái thương hiệu em vậy em dẹp tiệm em trốn luôn, có nhiêu tiền đâu anh. Đó là vậy, cho nên tâm lý khách giờ là vậy, cho nên em sẽ quay những clip làm cho anh chị coi, và coi xong thì cứ kêu ai quay làm giùm thôi. Đó, thí dụ nè, cái bà tu này nè, lâu lâu nó sẽ bị một vấn đề xui nha, là bị loa trong nó không nghe, loa trong loại này, thấy không? Ai gọi tới mình không nghe, thực tế làm dễ lắm nè, em chỉ dĩ anh chị nè, bung nó ra, bung như em đúng không? Rồi bung ốc này nè, đó, có ốc hay không? Rồi mở ra, vậy thấy không? Rồi, để ốc này riêng nha, đừng nhớ nha, đó, đây, có loa trong nè, anh chị thấy cái loa không? Này có loa nè, hai tiếp xúc đây nè, thực sự là xài thời gian nó bị bụi. Anh chị hiểu không? Bụi. Mình tháo ra mình cạo cái này nè. Rồi, cạo ra. Đó, mình cạo hai chân này. Thì nó sẽ nghe loa. Và cái này mình nâng nhẹ thôi. Ví dụ này thấy không? Nâng lên, đó thấy chưa? Cái chân này nâng lên luôn. Đó, vậy xong. Chỉ cần gáp lại. Gáp lại là bao luôn. Nghe lớn, bình thường. Đó. Những anh chị nào đang xài và tu mà thời gian mà bị loa không nghe thì cứ làm như em ha. Làm như em, nâng lên không được thì chỉ có thay loa này, cái loa này hư, hiểu không? Thay loa này mà không lên nữa thì bị hư cụm dây này,
đúng không? Tại cái loa mình ok mà cái dây này không lên được là bị cụm dây này đó đó, thì em chỉ hướng dẫn sơ vậy thôi, hư loa là cứ vậy thôi, không có gì mà phải lo. Và tu xịn và tu phay và tu gì cũng làm như vậy, chỉ đơn giản đó. Cái này tiếp theo tháo màn hình ra vậy không đó, màn hình dễ ẹt, không có gì khó. Và tiếp theo cái này thì nằm ở đây, cái này nút nguồn nha anh chị nè, đúng rồi nằm đây thấy không, nhưng mà mình tháo ra luôn chứ mình tháo để đi chứ mình lúc mình lắp quơ không để ý nó rớt nào kiếm không ra đó. Tiếp tục tháo cái này là máu hai ốc này thấy không, đó một con hai con rồi thêm hai ốc này nữa. Rất là đơn giản. Em quay clip này để cho anh chị nào mà đang xài máy mà ở vùng sâu vùng xa mà không biết sửa ở đâu, mà không biết cách nào mà để sửa, và gửi xa thì mất công, mà trả bảo hành thì sợ cái thằng bán nó lấy luôn. Thì coi clip em làm nha. Đó. Máu đây. Đúng không? Tới đây rồi, có sợi dây sống. Tháo hàng ốc nữa. Đó một con hai con, còn anh chị nào mà đuối quá mà không biết làm mà mua máy ở đâu á, mua điện thoại ở đâu mà lỗi á, cứ gửi cho em làm cho bao luôn không gì hết á đó. Đó bây giờ tháo ra, nhưng mà trước khi tháo ra nó bị socket dính này thấy không, socket bàn phím một cái, socket luôn hai cái, rồi tháo ra thấy chưa, là cái men đơn giản xong. Còn nếu mà anh chị nào muốn làm phím nè, phím này nè, đó dễ lắm, lấy máy sấy tóc á biết không, sấy vô cái này, sấy vô khúc này nè nóng đi, rồi mình lột ra cái miếng, mình lột ra ở đằng sau miếng này nó sẽ có bốn năm ốc, mình tháo ốc ra là mình sẽ tháo được bàn phím này ra, anh chị hiểu không, tại nó nằm ẩn trong. Có nhiều anh chị không biết cứ ngồi nãy nãy ôi giờ tháo phím làm sao, hồi nãy coi ra không đúng không, hồi nãy nè là banh hết miệng phím người ta đó, đơn giản vậy thôi không có gì khó. Và muốn thay loa cái đèn loa nghe nhạc, muốn thay loa thì đơn giản tháo ốc này, em chỉ sơ thôi nha, ốc này với ốc này, ốc này với ốc này là tháo hai miếng này ra xong rồi mở này ra. Nhưng mà cái máy và tu này nó thay loa rất là phức tạp, nó muốn thay nguyên cụm loa này nó phải tháo cái miếng này luôn, tháo ốc trong, tháo bàn phím này ra, và tháo cái này, tháo cái cụm này ra, sẽ có một cái cụm loa đẩy ra nó mới ra, thấy không? Đẩy ra nó mới ra. Còn anh chị không biết loa nằm ở đâu, tìm hoài không ra, và không biết cách tháo thì tháo nó mất thời gian. Đó, đơn giản vậy thôi. Và anh chị muốn gắp lại thì cũng lắp như tương tự, đó, đơn giản, thấy không? Gắn men vô thôi, đó. Gắn socket vô một cái, socket nữa hai cái, thấy không, cái này nó chêm thôi nó không có gì hết á, rồi xong thấy chưa, xong phải không, đó xong. Khoan quên lộn, xiết ốc trước hai ốc này, đó rất là đơn giản. Anh chị nào muốn xem những cách sửa những dòng điện thoại cổ khác thì cứ theo dõi kênh của em đi, 2-3 ngày em quay một clip, 2-3 ngày em quay một clip xem mà biết, mà lỡ bạn bè gia đình mình hay ai đang xài máy nào thì mình biết cách chỉ người ta cách sửa cách chỉnh. Vài bữa em sẽ quay những clip mà chỉnh 88 rồi đó, 88 rồi những đời Noga cổ khác, có nhiều bệnh nó đơn giản lắm và mình không biết, mình ra nhiều nơi nó nghĩ mình không biết nó thuốc không à, đúng không, dụ mình anh ơi máy này bị mất nguồn mất gì rồi ăn 100 200 200, nhưng thực tế nó rất là đơn giản đó, thấy không, đó xiết ốc xong thấy không, gắn xuống màn hình vô đó thấy không, xong đơn giản vậy thôi đó, em chỉ quay sơ cho anh chị hiểu
Nên nhớ những cái vợ tu Signature S mà lâu lâu mà loa hư thì tháo, như nãy em nhớ này thấy không, cái loa tháo vệ sinh thôi đó. Còn không mà cái phím nào mà lâu lâu ngày bị bấm không ăn, nó nặng quá bấm mạnh mới ăn, bấm mà vừa vừa nó mới ăn á, mà bấm vuốt nhẹ không ăn thì mạnh mới ăn á, thì mình cứ tháo như nãy giờ như em chỉ, tháo cái miếng này ra, tháo ốc ra, tháo bàn phím ra, vệ sinh ha, là xong vợ tôi vậy thôi. Còn những cây mà vô, mà vô men mà dạng dạng như là sữa IC nguồn, IC gì đó, kho hàng chân sạc đó, thì cái đó là bỏ tay, cái đó là chị anh chị ra tiệm gần nhất. Nhưng mà nếu mà cái trường hợp mà ra tiệm gần nhất thì người ta không biết làm á, thì anh chị lấy cái clip này anh chị cho người ta coi, nó ừ tôi có clip này nè, anh bung giống vậy đi, họ làm y chang như thằng nãy chỉ nè là xong, thấy không, khỏi lo gì hết á, bao 100% đó. Em quay clip đến đây thôi đó, anh chị cứ tham khảo, còn có gì thắc mắc thì cứ liên hệ bên em nha, em chỉ từ A đến Z đây, hướng dẫn tận tình, khỏi lo gì hết. Ok, cảm ơn chị xem clip.